chuyện kể rằng một nam sinh viên đi xem phim với bạn vào ngày cuối tuần. Rạp chiếu phim hôm ấy rất đông. Ngay khi đèn vừa tắt thì chàng sinh viên phát hiện có một bàn tay lạ đang thò vào túi của mình. Biết đang bị tên trộm móc túi hỏi thăm, anh sinh viên vẫn bình tĩnh hỏi: "Anh đang làm gì ở túi quần tôi vậy?" Tên trộm lúng túng: "Ơ, tôi cứ tưởng đây là túi tôi nên tôi mới móc nhầm." Chàng sinh viên không nói gì và tiếp tục xem phim. Vài phút sau, một tiếng bốp vang lên, tên trộm hồi nãy kêu lên: "Sao anh lại tắt tôi?" Chàng sinh viên thản nhiên đáp lại: "Tôi tưởng đây là mặt tôi nên tôi mới đập con muỗi." Thế đấy, sự nhầm lẫn là sự việc bình thường trong cuộc sống, nhưng cố tình nhầm lẫn lại là cả một bầu trời âm mưu. Có lẽ cuộc sống vẫn rất cần những cái tát cho những sự nhầm lẫn cố tình. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Tuần Báo Nghệ An. Chúng ta vừa nhắc đến sự nhầm lẫn và tuần qua, chuyện một nữ sinh sư phạm cầm nhầm bằng điểm đã làm nóng cộng đồng mạng. Ừ, nhầm lẫn là bình thường, nhưng khi biết bị nhầm lẫn mà vẫn cố tình nhiều chuyên gia tin học chỉnh sửa bảng điểm để đôi co với thiên hạ thì quả là hành vi hiếm thấy. Giận người trong cuộc thì một chút, thương thiên hạ thì nhiều. Không biết bao nhiêu tờ báo, cũng không biết bao nhiêu trang mạng đã bé cái nhầm viết bài ca tụng, thậm chí còn tôn nữ sinh IELTS 9.0 ấy là niềm tự hào. Tấm bằng IELTS từ lâu đã được xem là một chứng chỉ quyền lực, mở ra nhiều cánh cửa cơ hội trong việc du học, xét tuyển hay tìm việc làm. Với những người luyện thi IELTS, hẳn ai cũng biết 9.0 là một thang điểm cực kỳ khó, ngay cả với người bản xứ. Ở Việt Nam, số lượng người đạt thành tích này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên, thông tin một nữ sinh sinh năm 2002 tại Nghệ An đạt 9.0 IELTS đã khiến nhiều người vừa choáng váng vừa ngưỡng mộ, bởi nữ sinh đã trở thành người trẻ tuổi nhất đạt được thành tích này tại Việt Nam. Được biết, cô hiện đang là sinh viên ngành sư phạm ngoại ngữ, đồng thời đang theo học ngành trí tuệ nhân tạo tại một trường đại học theo chương trình học trực tuyến. Ngoài tiếng Anh, cô bạn còn biết thêm tiếng Nga và tiếng Đức. Tuy nhiên, một giáo viên IELTS nổi tiếng khác đã khiến dân tình ngã ngửa khi khẳng định bảng điểm mà trung tâm tiếng Anh nơi nữ sinh theo học chính là của mình. Cụ thể, mã cốt bảng điểm mà trung tâm tiếng Anh nơi nữ sinh theo học chia sẻ trên Facebook hoàn toàn trùng khớp với tên giảng viên này. Sự lên tiếng của thầy giáo tiếng Anh đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận, chỉ trích việc lấy kết quả thi của người khác để sống ảo. Phía trung tâm luyện thi tiếng Anh sau đó cũng đăng tải lời xin lỗi quý phụ huynh, học viên vì đã có thiếu sót trong việc kiểm chứng thông tin khi học viên gửi kết quả về trước khi thực hiện các công tác truyền thông. Hiện các trang báo viết về nữ sinh đạt điểm IELTS 9.0 cũng đã gỡ bài. Thưa các bạn, ngạn ngữ có câu, bắt cóc bỏ đĩa. Có vẻ như tuần qua nó lại được cộng đồng mạng nhắc lại khá nhiều lần khi mà phạm nhân Triệu Quân Sự trốn trại lần thứ 3. Có lẽ Triệu Quân Sự là một trong những phạm nhân nổi tiếng nhất cho đến thời điểm này sau khi lập kỷ lục số lần trốn trại. Sau hơn 19 giờ trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, phạm nhân Triệu Quân Sự đã bị bắt vào chiều ngày 1 tháng 6 tại địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Chiều 31 tháng 5, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra Hình sự ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Đây là lần thứ 3 tù nhân này vượt ngục. Theo hồ sơ, Triệu Quân Sự từng là quân nhân. Trong thời gian tại ngũ, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì. Lực lượng công an, quân sự, dân quân tử vệ địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng truy bắt Sự. Chính quyền cũng phát đi thông tin cảnh báo đến người dân, nhiều chốt chặn được lập tại các cửa ngõ ra, nút giao. Thông tin ban đầu được biết, trong quá trình bỏ trốn, phạm nhân Triệu Quân Sự đã lấy cắp 2 chiếc xe đạp của người dân để bên đường, sau đó bán một chiếc xe lấy 100.000 đồng. Theo điều tra của cơ quan chức năng, Sự có học lực giỏi nhưng vì mê chơi game nên bỏ học khi chưa hết lớp 10. Đi nghĩa vụ quân sự, Triệu Quân Sự được vào biên chế. Tuy nhiên, khi đang tại ngũ, Sự nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp. Thực sự không tài nào hiểu nổi vì sao mỗi lần trốn và bị bắt lại, tên tội phạm giết người này đều cười rất tươi. Thậm chí mấy ngày này, cư dân mạng còn có trend tìm bản sao ngoại hình và nụ cười giống Sự. Thật khó hiểu, nửa nụ cười khi bị bắt, hoặc là thần kinh của y có vấn đề, hoặc là y quá coi thường pháp luật và nhân mạng của người khác. Xin đừng nhầm lẫn, không có sự hướng thiện nào trong nụ cười ấy cả. Trở lại với từ khóa nhầm lẫn, tuần qua thì một sự nhầm lẫn hy hữu đã xảy ra. Đánh nhau ở trường này, nhưng trường kia phải chịu hình phạt. Ngày 29 tháng 5, Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phải lên tiếng khẳng định vụ việc bạo lực học đường xảy ra ở một trường quốc tế đang gây sốt dư luận mấy ngày qua không liên quan tới nhà trường. Những ngày vừa qua, một vụ bạo lực học đường diễn ra giữa các em học sinh ở trường phổ thông quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh khiến rất nhiều phụ huynh, học sinh và cộng đồng bức xúc.
Rất nhiều thông tin phản hồi tiêu cực về trường hợp này xuất hiện trên mạng và khiến cho nhiều người phản ứng mạnh bằng cách vào công cụ tìm kiếm của Google và đánh giá một sao về chất lượng. Rất tiếc khi gõ từ khóa trường quốc tế để tìm kiếm trên thanh công cụ của Google, kết quả đầu tiên sẽ hiện ra thông tin trang chính của trường đại học quốc tế. Trong cơn phẫn nộ của cộng đồng mạng về vụ bạo lực học đường, trường đại học quốc tế cũng bất ngờ nhận hàng loạt bình luận tiêu cực và đánh giá một sao từ cộng đồng. Quả là một sự nhầm lẫn oan uổng. Không chỉ như vậy, từ chuyện va chạm học trò, sự việc được đẩy lên thành một cuộc xung đột online, bắt nạt trực tuyến. Thay vì coi mạng xã hội là một môi trường chia sẻ thông tin, thì những người trong cuộc lại lấy đó như là một thứ vũ khí nhằm triệt hạ đối phương, lợi bất cập hại, cuối cùng thì gậy ông lại đập lưng ông, một sự nhầm lẫn công năng không hề nhẹ. Lại nói chuyện nhầm lẫn, sáng nay đến công sở thì một đồng nghiệp nam đã tếu táo với tôi rằng: "Hà Giang ơi, từ nay tuyệt đối không được nháy mắt với anh nhé. Nhìn nhau cũng vừa phải thôi, kẻo lại bị đồng nghiệp nhầm lẫn là quấy rối tình dục đấy." Quả là rắc rối thật. Theo dự thảo bộ quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, thì hành vi nhìn gợi tình cũng được xếp vào danh mục quấy rối tình dục. Ôi khó cho chị em trẻ chúng tôi quá, cơ quan thì toàn là sái ca, mà cái nhìn nào thì cũng thân thiện và đáng yêu cả. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VCCI vừa hoàn thiện dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trên cơ sở cập nhật Bộ Quy tắc hồi năm 2015. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc được định nghĩa là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào với người khác mà đối phương không mong muốn hoặc không chấp nhận. Dự thảo Bộ Quy tắc phân chia quấy rối tình dục tại nơi làm việc dưới 3 hình thức: quấy rối bằng hành vi mang tính thể chất, quấy rối bằng lời nói trực tiếp qua điện thoại, phương tiện điện tử có nội dung không phù hợp về xã hội, văn hóa, có lời lẽ khiếm nhã về trang phục, cơ thể, riêng tư một cách liên tục. Quấy rối phi lời nói gồm dùng ngôn ngữ cơ thể, phô bày tài liệu khiêu dâm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá, quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể xảy ra dưới nhiều hình thức, dạng trao đổi như gợi ý, đe dọa, ép buộc, đổi quan hệ tình dục lấy lợi ích, hoặc không nhằm trao đổi nhưng khiến môi trường làm việc khó chịu và bất an. Các hành vi này cần ngăn chặn, phòng ngừa qua các quy tắc cụ thể. Thưa các bạn, Bộ Quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc không phải là văn bản pháp lý nên không bắt buộc áp dụng. Vậy nên cũng đừng quá sợ, hãy cứ nhìn nhau đi, không sao đâu, đừng nhầm lẫn là được. Tuy nhiên chỉ nhìn thôi nhé, khoan vội khen, nhất là đừng khen vợ hàng xóm. Cái này thì không phải là bộ quy tắc đâu, đang xem xét để đưa vào luật. Cũng có ý kiến cho rằng chuyện khen vợ hàng xóm nên nằm trong hương ước chứ không nên đưa vào luật vì rất khó để chế tài. Thôi thì việc khen vợ hàng xóm có vào luật hay không thì ở sau sẽ rõ. Nhưng quả thực bạo lực tinh thần là một trong những vấn nạn nguy hiểm và khó kiểm soát nhất trong mối quan hệ giữa con người với con người. Chúng ta tôn trọng sự khác biệt, nhưng chúng ta không nhất thiết phải tôn trọng sự phân biệt. Luật là luật, hương ước là hương ước, nhưng vợ là vợ, hàng xóm là hàng xóm. Cái này thì tuyệt đối chưa có nhầm.